Thưa quý vị, năm 2018, chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông lâm thủy sản là một trong bốn chỉ tiêu cơ bản về kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh chưa đạt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước thực hiện gần 26.000 tỷ đồng, giảm 3,1% kế hoạch. Theo kế hoạch, chỉ tiêu này phải tăng từ 4% trở lên. Tổng diện tích gieo trồng các cây hàng năm ước đạt hơn 255.000 ha, bằng 100% so với cùng kỳ nhưng giảm 3,8% so với kế hoạch diện tích các loại cây như bắp, cây ăn quả, rau các loại tăng, diện tích cây lúa, mì, mía giảm, tình hình sâu bệnh trên một số loại cây trồng chính phát sinh giảm so với năm 2017, chủ yếu gây hại ở mức nhiễm nhẹ. Tuy nhiên, bệnh khảm lá trên cây khoai mì tiếp tục phát sinh gây hại diện rộng, nguyên nhân do phần lớn nguồn giống sử dụng đã bị nhiễm bệnh, nguồn bệnh trong năm 2017 còn trên đồng. Chăn nuôi tập trung công nghiệp, bán công nghiệp, phát triển nhanh đạt trên 70% so với tổng đàn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị ngày càng phát triển, giá trị ngành chăn nuôi ước đạt 4.000 tỷ đồng, chiếm 15,6% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Toàn tỉnh đã hình thành 13 mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị gia tăng, gắn với ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch được chú trọng, sản phẩm nông nghiệp ngày càng đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.